Bằng Kiều gặp chông gai khi bị ba đàn em từ chối chung đội. Trong quá trình lập nhóm cho công diễn ba của anh trai Vượt Ngàn Chông Gai, Bằng Kiều chật vật trong việc chiêu mộ các thành viên. Nam ca sĩ không khỏi căng thẳng khi liên tục bị ép trong Trọng Hiếu, Nê Cô Lê và Cây Trần từ chối chung đội. Ở tập 7 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai phát sóng tối ngày 17 tháng 8, 30 anh tài còn lại tập hợp thành 4 nhà để tranh tài ở vòng công diễn 3. Theo quy tắc của chương trình, hai nhà từ liên minh có số điểm bình chọn đứng đầu ở công diễn trước được giữ nguyên đội hình, thủ lĩnh và chiêu mộ thêm thành viên mới. Các anh tài còn lại sau khi đội hình cũ tan rã sẽ tiến hành bầu chọn ra hai thủ lĩnh mới và lập nên hai nhà mới. Cùng với hai thủ lĩnh cũ là Cường Seven và Đinh Tiến Đạt, hai thủ lĩnh mới được bầu chọn là ST Sơn Thạch và Bằng Kiều. Sau khi lựa chọn đội hình cho nhà của mình, 7 thành viên hoặc 8 thành viên, 4 thủ lĩnh lần lượt chiêu mộ từng anh tài về chung nhóm với mình cho đến khi hoàn thiện đội hình. Khi được bầu chọn là thủ lĩnh, Bằng Kiều có chút gượng gạo và bối rối. Giọng ca Trái Tim Bên Lề chia sẻ không muốn giữ vai trò này chút nào vì nam ca sĩ muốn làm thành viên để tới một đội khác làm việc, mang một hơi thở mới. Trong khi ba thủ lĩnh Cường Seven, Đinh Tiến Đạt và ST Sơn Thạch khá suôn sẻ trong việc chiêu mộ thành viên cho đội mình, Bằng Kiều lại trái ngược. Ngay ở lượt chọn đầu tiên, Bằng Kiều mong muốn ST trong Trọng Hiếu sẽ về chung nhà với mình. Trước động thái của đàn anh, quán quân Việt Nam Idol 2015 chia sẻ mình rất hâm mộ giọng ca Hè Muộn, đồng thời cảm kích khi được anh lựa chọn nhưng vì lỡ hứa với một anh tài khác sẽ có màn kết hợp ở vòng này, ngôi sao chính ít quyết định từ chối lời đề nghị. Kết quả này khiến Bằng Kiều lộ nét hụt hẫng, anh thừa nhận đây là một chông gai rất lớn với mình. Ở lượt chiêu mộ tiếp theo, Bằng Kiều thành công mời được Trương Thế Vinh về chung nhóm. Tuy nhiên, ở vòng chọn sau đó, anh bị Nê Cô Lê từ chối với lý do đã có quyết định riêng, trên thực tế anh đang mong muốn vào đội của ST. Điều này khiến các anh tài còn lại phải công nhận cựu thành viên nhóm Quả Dưa Hấu thực sự gặp khó. Giọng ca 51 tuổi một lần nữa căng thẳng, song anh bày tỏ sự thấu hiểu trước quyết định của đàn em, nhiều anh em muốn ở trong đội mạnh, ở một đội mà cảm thấy an toàn. Đó là tâm lý của mọi người và tôi hiểu. Sau thất bại trong việc chiêu mộ Nê Cô Lê, Bằng Kiều chọn Cây Trần về đội của mình, song anh cũng nhận được câu trả lời tương tự. Việc liên tục bị từ chối khiến nam ca sĩ sinh năm 1973 áp lực và có chút lúng túng. Anh chia sẻ, tôi nghĩ rằng đây là một chương trình mình phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong nghề nghiệp. Và điều đó cũng là một nguồn động lực cần có. Cũng vì liên tục bị ba đàn em từ chối, Bằng Kiều bị tụt lại phía sau so với các thủ lĩnh khác. Sau khi Đinh Tiến Đạt, Cường Seven và ST Sơn Thạch lần lượt hoàn thành đội hình, nhà của giọng ca dẫu có lỗi lầm cũng thành công chiêu mộ được Hồng Sơn, Phan Đinh Tùng cùng các anh tài còn sót lại, Đỗ Hoàng Hiệp, Phạm Khánh Hưng và Nguyễn Trần Duy Nhất. Cuối cùng, anh chia sẻ bản thân không ngại bất cứ thứ gì để cùng các anh em trải qua tất cả thử thách phía trước. Vừa lập nhà mới thành công, bốn nhà bước vào mạng đấu trí căng não là tiến hành đấu giá thứ tự chọn bài hát và thứ tự biểu diễn. Những tiết mục đối kháng của bốn nhà lớn sẽ được lên sóng ở tập sau của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.